Trang ơi, vậy Trang ở đây giúp lửa em đi hái rau nha. Trứng này có rửa sẵn ở nhà. Cái trứng luộc chị. Rau luộc với trứng luộc hả? Dạ. Bữa nay hai chị lớn đi cắt cỏ rồi, hai em nhỏ vô bếp đó ăn. Trang ơi, ở đây đợt rau chay bự to non ú không lâu hèo à.
Bỏ trứng vô trong này lượt luôn đó hả? Dạ. Giỏi quá ta. Mày nấu cái này xong rồi tới rau luộc hả? Dạ. Cái này là gì nha? Cái nước con trai nước đó hả? Uống được không? Gót cả cái chén chị uống miếng nước cưng dịnh giùm chị ơi. Cái trà là xanh á. Cái trà là xanh là nước sạch. Uống nè. Thôi có cái chai này nè. Đã khác quá. Yeah.
Nước này lấy nè. Cái này lấy phân nửa, còn phân nửa mang về nhà. Thì nó nhiều quá. Cái thau nó cứ nổi chút xíu. Cơm chín rồi, nhắc xuống. Giờ tắt là nước lên để luộc rau. Nước sôi này. Thì con sẽ bỏ ra đi. Ra chín rồi giờ gấp ăn. Chị cắt cỏ xong chưa? Chị cắt cỏ xong chưa? Ơi, bé An với lại bé Ngân đã nấu cơm chín đây nè cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà ăn cơm với chị em mình nha. Món đơn giản ngoài đồng, giữa đồng. Rau luộc với lại trứng luộc. Mình xịt nước tương nha. Rồi, xịt nước tương nha đi. Ngân ơi, cưng mở nồi cơm hay bớt cơm đi cưng. Này để hai chị nhỏ làm. Hết 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 luôn rồi. Đúng rồi. Bé xài đồ này ít
Tôi cũng vậy, cô uống bớt không mà. Đó, chỉ cần chị uống miếng. Ủa mà mấy đứa kiếm được ra được cái sạp sườn này hay vậy? Dạ mượn cô Sáu. Mượn cô Sáu cái sườn đó hả? Sáu sạp sườn. Ở ngoài này chiều phát gió dữ lắm mà mình cảm nhận ra đây mình thấy nhiều. Tốt nhất đừng dầm mấy anh ơi. Chết rồi qua đây bớt một tí nha. Cơm thêm nhiều nhiều đồ nha. Dạ. Sao luộc ngon quá. Em luộc cũng ngon mà chị. Em làm gì chán không? Đồ luộc mà cũng ngon quá. Cơm này ăn nóng là ăn nóng. Em nha. Nấu cơm thì ngon thiệt đó. Không khét. Ở dưới đít đó chị ơi.
vỏ mới vừa cắt về luôn, còn chưa xanh. Sao con này cắt mặt cái con này đó, nó dài ta. Con này giống như con trâu, nó không đúng luôn rồi. Đây là từ cái bữa mà bắt về tới nay cũng được mấy ngày ha, nó cũng là lạ chút. Con bên đây thấy nó bự, cây nó cho bò ăn rồi, cho bò ăn rất là ngon miệng luôn. Mình cứ hai chị em mình cũng rất là vui. Mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mình với lại bé Nhung xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Bye bye.